Trong điều kiện thời tiết không mấy thuận lợi, live show của hai nam ca sĩ Tuấn Hưng và Duy Mệnh vẫn diễn ra trong sự chú ý của đông đảo khán giả và dân mạng. Tuấn Hưng và Duy Mệnh thường được nhắc đến với những mâu thuẫn và mối quan hệ không hòa thuận. Tuy nhiên thì những ngày qua, việc cả hai cùng làm live show mục đích ủng hộ đồng bào vùng bão lũ là chủ đề nhận được nhiều quan tâm. Trên kênh YouTube của ca sĩ Tuấn Hưng, video phát trực tiếp live show Anh Em Kết Đoàn tối qua đã nhận về hơn 1,2 triệu lượt xem. Còn trên kênh YouTube Duy Mệnh Official, buổi phát trực tiếp cũng thu về hơn 850.000 lượt xem. Đây cũng là từ khóa đầu tiên của bản tin trưa nay. Live show Anh Em Kết Đoàn tổ chức tại Tam Đảo ở tỉnh Vĩnh Phúc. Dù trời mưa lớn ngay trước giờ mở màn, nhiều khán giả tập trung chờ đón buổi biểu diễn. Trước đó, trên trang cá nhân, ca sĩ Duy Mạnh và ca sĩ Tuấn Hưng cho biết live show sẽ diễn ra để ủng hộ đồng bào vùng lũ. Thông tin trên báo Dân Chí cho biết, theo đặt hàng của đơn vị tổ chức, cát-xê của hai nghệ sĩ trong đêm nhạc sẽ là 3 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền này sẽ được gửi tới quỹ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhằm ủng hộ đồng bào miền Bắc khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt.